Bây giờ ai là đàn ông bước ra đây, em có 8 câu rap em giải mã liền. Về nhà vợ hỏi tiền lương thì nó sợ lia lịa. Có vợ ra đường gặp gái xinh chắc chắn là vẫn tia. Chắc chắn người đàn ông nào cũng có quỷ đen đúng không ạ? Có. Không chế nghèo, lên xe nghèo, tay trẻ quanh nhau thì lấy nè. Ôi sợ mẹ không lo, 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 lo. Ôi sợ mẹ không lo, 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 lo. Nhiều người ta nói em là phụ nữ là khó hiểu, nhưng mà không phải vậy, đàn ông mới thực sự là khó chính hiểu. Chính xác. Sao khó hiểu? Cho nên ngày hôm nay em tới đây để em muốn được giải mã đàn ông. Bây giờ ai là đàn ông bước ra đây, em có 8 câu rap em giải mã liền. Ai đàn ông bước ra đây? Anh Hoa. Còn nói gì nữa đúng không anh? Ủa? Chỉ có hai anh em mình thôi. Giải mã đàn ông để Lan giải mã đàn ông. Giải mã đàn ông để Lan giải mã đàn ông. Công việc đi làm hàng ngày vẫn vậy, nhưng thích về khuya. Bạn bè anh em gọi là có mặt chỉ để rượu bia. Về nhà vợ hỏi tiền lương thì nó sợ lia lịa. Có vợ ra đường gặp gái xinh chắc chắn là vẫn tia. Thôi mà hai đứa mới quen nhau, thích gì anh cũng chiều mà. Bây giờ hai đứa yêu anh làm ít mà hứa thì nhiều nè. Đồ em mặc trên người hồi đó toàn đồ hiệu nè. Giờ sau khi quen anh, tập làm quen với đồ dởm nè. Hết nè. Dễ thương. Em ơi. Dạ hay quá mà sao nó đoạn hậu vậy em? Dạ em nghĩ được tay đó à chị. Trời ơi hay Lan, quá. Lan, nhưng mà em có thấy không? Với cái sự nam tính nó toát ra một vẻ tự nhiên như thế này, em tạo mới có thể cảm hứng để rap một cái đoạn rap rất hay và thú vị như vậy đúng không quý vị? Cảm ơn em. Thế túm còn lại là em giải được gì tụi anh rồi? Nói chung là đàn ông em thấy là nói như vậy thôi, nhưng mà nhiều khi nó có nhiều cái mà mình không thể nào hiểu được. Dạ. Chắc chắn người đàn ông nào cũng có quỷ đen đúng không ạ? Quỷ đen đúng không ạ? Có. Hoàng anh không có. Có không? Hoàng không có. Có không? Không có luôn. Hoàng không có. Lương chuyển thẳng về cho vợ. Ủa vậy luôn hả? Sao nữa? Hết rồi. Tuyệt vời. Thiệt luôn á. Nói thiệt luôn á, nó nghe nè mọi người. Hoàng rapper. Được rồi. Có bắt tay bắt chân gì trơn, tôi nói nghe nè, tôi tức lắm, tôi làm việc với Hoàng rapper hơn 5 năm rồi. Mà tôi Hoàng rapper là tôi nghĩ trong đầu, bạn này không phải là diễn viên, không phải MC, bạn này là rapper mà hồi đó tôi chưa bao giờ nghe bạn rapper là cái gì. Yeah. Hôm nay rap cho chị bơ luôn nè. Kết hợp cho tôi một màn trên cái sân khấu giải mã đàn ông coi nè. Ok. Được không cưng? Được nhá. Yeah. Baby, đêm nay em muốn anh sống sao khi em làm cho anh đang bay ra. Em cứ ta thấy ai mê là gì, em đến nhà ai đưa em về. Không chê nghèo, lên xe đèo, tay trẻ quay nhau thì lấy nè. Lấy baby. Lạc, lạc, ôi sợ mẹ không lo. Lo, lo, lo. Ôi sợ mẹ không lo. Lo, lo, lạc, 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 lạc. Ôi sợ mẹ không lo. Lo, lo, lạc, 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 lạc. Ôi sợ mẹ không lo. Lạc bà để giải mã đàn ông. Đàn ông. Đàn ông. Đàn ông. Come on baby. Đêm nay ai đưa em về. Đêm nay ai đưa em về. Đêm nay ai đưa em về. Giải mã đàn ông.